tối vui vẻ nhá. Bây giờ đang ngồi đứng kia vỉa hè, mang lăng kéo đi hát giới thiệu với mọi người. Chơi luôn bài này nhá, vẫn như ngày đầu nhá. Chào Ngọc Huế nhá. Đêm như em vừa mới đến, bóng anh ngắn qua thêm như ta còn có em. Vào một đêm không trăng sao lặng thầm đi trao chiêm bao, cùng em bước đi trên con đường. Cánh chim bay ngang trời như em vượt qua tôi, bóng em nơi xa vời cho trong hồn lẻ loi. Để người đâu em yêu ơi, để tình ta nghe mây trôi ngàn năm mãi. Cảm ơn người nhá. Giờ thì ta mới biết gì ban đó là giấc mơ. Dòng thời gian trôi mãi vẫn đứng đó một bóng thôi. Bóng em giờ đã xa nhưng mây trời muôn lối. Còn lại ta với ta tình ơi. Người giờ theo mình khói đau mãi mãi tuyệt vời ai. Tôi năm tháng sâu sóng gió trong cuộc tay bắt sâu vào trái tim bao ân tình không gian dối dù mất nhau thật rồi. Hát thì hè đến hơi tối mặt tiền này. Quý anh chị đang nghe loa kéo 6920 bếp cực hay luôn mọi người. Cùng thập ấm nhá. Cảm ơn ấm thanh xoan nhá. Bóng trái cho em đêm như em vừa mới đến, bóng anh đang qua thêm như đang còn có em. Vào một đêm không trăng sao lặng thầm đi trao chiêm bao, cùng em bước đi trên con đường. Cánh chim bay ngang trời như em vượt qua tôi, bóng em nơi xa vời cho trong hồn lẻ loi. Về nơi đâu em yêu ơi, để tim ta theo mây trôi, ngàn năm mãi cô đơn mình thôi. Giờ thì ta mới biết gì ban đó là giấc mơ, dòng thời gian trôi mãi vẫn đứng đó. Một bóng thôi, bóng em giờ đã xa như mây trời muôn lối. Còn lại ta với ta tình ơi. Người giờ theo mình khói đã mãi mãi về với ai. Để tình tôi năm tháng sâu sông sao chẳng uống phai. Hát sông vào trái tim bao ân tình không gian gian ôi. Dù mất nhau thật rồi. Giờ thì ta mới biết gì ban đó là giấc mơ. Dòng thời gian trôi mãi vẫn đứng đó một mong thôi. Mong em giờ đã xa như mây trời muôn lối. Còn lại ta với ta tình ơi. Người rời theo mây khói đã mãi mãi về với ai. Tình tôi năm tháng sâu sóng gió chẳng buông tay. Hát sông vào trái tim bao ân tình không gian dối. Dù mất nhau thật rồi. Livestream và ngồi ở đây có ngẫu hứng tí livestream hát cho mọi người nghe một hai bài. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhá. Cảm ơn mọi người. Sắp tới tôi Tuấn Phong sẽ thu xếp thật nhiều thời gian để livestream và giao lưu với quý vị anh chị nhiều hơn. Hiện tại thì bây giờ Tuấn Phong đang gây dựng lên một cơ sở cung cấp về mặt hàng karaoke, loa karaoke gia đình và loa phòng hát. Còn những cái bán thêm là mình có
còn làm cả một chuỗi những loại loa kéo đấy, rất là nhiều loa kéo. Về nữa thì là Tổ Phong sẽ phát triển một cái dòng loa kéo chất lượng cao ở trên kênh fanpage loa kéo TOT. Thì rất là mong quý vị anh chị và mọi người ủng hộ cho Tuấn Phong nhé. Mọi người hãy tìm fanpage loa kéo TOT để like và ủng hộ cho Tuấn Phong nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sắp tới thì Tuấn Phong sẽ quay lại livestream và giới thiệu với quý vị anh chị về những sản phẩm mà Tuấn Phong sẽ cung cấp và phân phối bán cũng như là trực tiếp chăm sóc khách hàng. Rất là mong quý vị anh chị ủng hộ nhé. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em đây, anh Hương Giang Petro ơi, em đây, cứ gọi em, nói gì nói luôn nha anh ơi. Cảm ơn quý anh chị nhá. Em chào anh Đặng Phương Anh nhá. Hát đẳng cấp luôn nhỉ. Mời mọi người uống bia nhá. Ui dồi, nóng mũi quá. Hát bài Lạc Mất Em nhá. Hát bài Lạc Mất Em tặng anh Đặng Phương Anh. Hello, hello, hello. Em bán loa kéo này, loa karaoke gia đình, loa karaoke phòng hát. Em thiết kế âm thanh ánh sáng nội thất luôn. Lòng mất em rồi, từ đây em ơi. Lòng mất em rồi là cả một đời anh, một đời anh mãi tin thêm, một đời ôm kín nỗi niềm, một đời anh vui sâu trong thương nhớ. Đừng vắng anh về người ơi, có biết anh chán yêu đời mỗi ngày uống để say. Cảm ơn mọi người. Say tình hãy dối gian mình để làm một kẻ đau tình, thì em mới đừng để ta là mất một trái tim. Chào Sơn Nguyễn nha. Ôi. Một trái tim vẫn còn chờ, một trái chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Đừng trách rằng tại sao anh không nói, để bây giờ mình anh với ở đây đêm ngày mong nhớ. Người đến đây xin một lần, người đến đây dù trong giây phút mây những người đồng. Đừng trách rằng tại sao anh không nói, để bây giờ mình mãi là mất nhau. Mùa xuân rồi phải không em? Em cảm ơn mọi người nhá. Đây, cảm ơn. Là còn sợ Covid gì nữa. Đó chỉ sợ không có tiền thôi. Đừng vắng anh về, người ơi có biết
quay chén giữa đời. Mỗi ngày uống để say. Say tình hãy cõi gian mình để làm một kẻ đau tình. Thì em ơi, đừng để phong làm mất một trái tim. Một trái tim vẫn còn chờ, một trái tim do anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Đừng trách rằng tại sao anh không nói để bây giờ mình ngắn với cô đơn đêm ngày mong nhớ người đây. Một lần người đến đây, một trong giây phút cũng làm tim anh những ngừng đập. Đừng trách rằng tại sao anh không nói để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muốn rồi, muốn rồi, phải không em? Người đến một lần người đến đây, rồi trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập. Đừng trách rằng tại sao anh không nói để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muốn rồi, muốn rồi, phải phải không? Cảm ơn mọi người nha. Cô thật nghe cô chưa rất lấy. Tại app Lazada ngay. Chào anh duy nhất nha. Shopee tặng bạn mới. Bất ngờ. Mùa đây lắm mũi quá mọi người. Mùa đây lắm mũi quá. Đây mọi người bật bếp loa kéo tốt nha, loa kéo TOT. Đây em ghim cái loa kéo TOT là mọi người vào ủng hộ cho em nhé. À vâng chị à, chị đi mua thức ăn à? Dạ. Vâng, mở ra đây ngồi hát hò cho mọi người, lâu lắm không live stream. Live stream hát cho mọi người nghe. Đây là chị gái bán bánh rán ở bên cạnh cửa hàng Tuấn Phong ấy. Đây, đây quay đây cho mọi người nhìn nha. Đấy, chị bán bánh rán này ở Lan Dương nhá. Mọi người ở gần Lan Dương thì mọi người qua ủng hộ bánh rán chị nhá. Tuấn Phong ăn nhiều bánh rán nó béo. Ok. Làm bài chị, chị hát bài đi. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Xin cảm ơn toàn thể mọi người rất là nhiều. Tại vì cái thời gian qua là Tuấn Phong đang lên kế hoạch và phát triển cái thương hiệu loa kéo TOT. Vì thế là rất là bận, ít có thời gian lên live stream và hát hò giao lưu cùng mọi người. Thì là rất mong quý vị anh chị thông cảm. Hiện tại thì mọi thứ đã hòm hòm rồi, mọi thứ ok rồi. Sắp tới thì Tuấn Phong sẽ quay trở lại live stream hát để gửi tặng quý vị anh chị nhiều hơn. Hiện tại thì Tuấn Phong lại còn phát triển cái mảng loa karaoke gia đình và loa phòng hát và dịch vụ ấy. Thì là Tuấn Phong làm cả âm thanh ánh sáng nội thất luôn. Quý vị anh chị có nhu cầu thì cần tư vấn và tiết kiệm kinh tế thì cứ liên hệ với Tuấn Phong, Tuấn Phong hỗ trợ tư vấn, nói chung là có những cái tham khảo để cho anh chị có những cái hiểu về âm thanh nhiều hơn nhá. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Ai quan tâm đến loa kéo thì cũng liên hệ với Tuấn Phong, loa karaoke gia đình cũng liên hệ luôn, tất cả các loại âm thanh thì Tuấn Phong hỗ trợ hết.
có cái giá hợp lý cho quý vị anh chị để chúng ta không bị đầu tư nó sai cách nhé. Cảm ơn anh Dentit Hali Delta nhé, anh Nha Khoa sắp tới đầu tư cho em bộ răng nhá, răng lủng củng quá. Tân gia nhà anh làm 10 cái hát, riêng tân gia nhà anh chỉ cần hai quả này thôi, hai quả năm tấc này thôi, lánh khủng kinh khủng luôn rồi. Tên là cực hay luôn đấy. Thế mà ok, cảm ơn anh Trần Hiếu nha. Anh Trần Hiếu chơi luôn quả năm tấc này, anh quả năm tấc là đánh rung nóc nhà luôn. Tuần này à? Tuần này thì em được giải ngày mai đấy. Ngày mai. Hôm nay là mùng 6 rồi phải không ạ? Mùng 6. Thứ 6 mùng 6. Mùng 6 rồi. Em được giải ngày mai thôi. Ngày kia là em phải lấy rồi. Ngày kia em phải đi làm Hải Dương rồi. Nha, xin chào tất cả mọi người nha. Một cái thông điệp làm đi thuốc Lào Phong ơi. Ok, tí làm đi thuốc Lào luôn. Bây giờ thì mọi người cùng nghe anh Phan Hùng hát một hai bài nhá. Anh Phan Hùng là đại diện hình ảnh chính cho loa kéo TOT. Vì thế là bây giờ thì mọi người cùng giao lưu với anh Hùng nhá. Anh Phan Hùng loa kéo, ăn loa kéo ngủ loa kéo. Sống chết với loa kéo luôn. Xin mời anh chọn bài đi. Người ta làm đi thuốc Lào đó. Bài gì cũng được, hoa chính nữ hay cái gì cũng được. Ồ, nhiều bài hát bài tủ ấy. Cứ bài tủ mà hát, hát thật hay. Đây là mọi người ơi. Đây là Tuấn Phong này, đang buổi chiều ăn nhậu này xong mang cái loa kéo ra hát. Đây là đậu bẻ nhá, chỉ có ở Tứ Kỳ mới ăn đậu bẻ đấy. Mình thích ăn bẻ lắm. Rồi, chấm chấm muối. Đấy, còn đây là thịt nướng. Cái loa này thì mấy triệu? Loa đấy 8.9 đúng không ạ? Đấy, cái loa bát 50, 8.9, cực hay luôn. Cực bẻ. Loa 3 đường tiếng. Một bát 50. Khoảng đến đây đông thế. Dạ thế ạ. Vâng, thế thì ở đây hát thôi. Ở chỗ kia có ổ cắm điện đúng không? Có. Rồi, thế thì ngon rồi. Đây, bia uống được mấy lon xong bắt đầu phê phê là hát cho mọi người nghe. Bây giờ thì mọi người cùng nghe tiếng hát của anh Phan Hùng nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngồi gần chú. Trời ơi. Chào chú Trịnh Điểm nhá. Đấy, đăng ký một bộ. Xin cảm ơn. Ok, nhớ lẽ là bây giờ thì Tuấn Phong xin off live stream. Và mong một dịp gần nhất thì Tuấn Phong sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị nhiều sản phẩm của Tuấn Phong hơn. Để quý vị anh chị hiểu hơn về công việc của Tuấn Phong nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.